Nơi giấc mơ tìm về, Dạ An quay trở về, hạnh phúc bên cạnh Mai Anh. Cuối cùng thì trải qua một câu chuyện oằn ta là vằn, lằng ta là nhằng, lòng ta là vòng, thì một cú quay xe đầy khét lẹt. Khi sự thật được hé lộ, Mai Anh không liên quan gì mối thù ở quá khứ của bố mẹ Dạ An. Cô đang mang trong mình đứa con của anh, đồng thời Phương đã đón nhận tình yêu của Mạnh. Dạ An đã quay trở về hạnh phúc bên cạnh Mai Anh. Nhưng tưởng rằng bắt đầu một mạch phim là một chàng trai Dạ An trăng hoa, lối sống hiện đại và sự sức nổi, ích kỷ, thích chiếm hữu của Mai Anh, cùng với đó là một mối quan hệ như chó với mèo trước chị Phương mạnh mẽ, để rồi sau đó lại yêu nhau. Ai cũng cứ ngỡ rằng ghét của nào trời trao của đấy, rồi Dạ An và Phương sẽ thành đôi thành cặp, còn Mai Anh sẽ phải trả giá. Và rồi khi mọi quá khứ nhùng nhằng hiện về, bố mẹ Mai Anh là giang hồ, liên quan tới cái chết của chồng bà Lan và bố mẹ Dạ An, cùng với đó là vụ tông xe vào Phương, càng khiến mối quan hệ giữa Mai Anh và Dạ An càng thêm rạn nứt. Nhưng không, tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Mai Anh không phải là con đẻ của ông bà Phúc Đen, và kể cả việc tông xe vào Phương cũng không phải là chủ ý của Mai Anh. Lúc này thì bà Lan và Dạ An mới hối hận vì đã trách nhầm cô. Dạ An bắt đầu thấy thương cảm vì mình mà Mai Anh đã sẵn sàng thay đổi tính cách. Nhìn Mai Anh lầm lũi cô độc một mình, Dạ An mới thấy chạnh lòng. Anh bắt đầu nghĩ đến những giây phút cả hai bên nhau năm xưa ở nước ngoài, nó thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Đồng thời ngay lúc này thì Phương cũng đã đón nhận tình yêu từ Mạnh, một chàng trai trung tình, vì cô mà đã chờ đợi và làm tất cả mọi thứ. Khi thấy Phương hạnh phúc, Dạ An cũng không còn lý do gì để níu kéo. Cuộc tình của cả hai chỉ là một chút cảm nắng mà thôi. Dạ An đã quay trở về, ngoài tình yêu năm xưa ra thì giờ đây Dạ An còn phải có trách nhiệm với Mai Anh bởi cái thai trong bụng. Không thể đổ lỗi cho lối sống hiện đại, cũng không thể cổ suý cho việc sống thử mà không có trách nhiệm. Giờ Mai Anh đang mang bầu, cô cũng không liên quan tới thù hận của quá khứ. Hơn nữa Phương cũng đã rời xa, không còn lý do gì để Dạ An không thể không quay trở về. Vậy là trải qua những sóng gió, hiểu lầm, oán trách, cuối cùng bằng trách nhiệm, bằng sự thấu hiểu, bao dung, Dạ An đã quay trở về hạnh phúc bên cạnh Mai Anh.